Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều đổi thay. Trong đó, dịch COVID-19 làm cho thế giới đối mặt với thêm nhiều thách thức. Tình hình này buộc Australia phải có sự điều chỉnh trong chính sách quốc phòng. Theo đó, Australia xác định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không chỉ là nơi mà nước này thuộc về, mà còn là môi trường chiến lược và là lợi ích của Australia. Trong khuôn khổ chiến lược quốc phòng mới, thủ tướng Australia cũng thông báo việc chính phủ nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 270 tỷ đô la Australia trong một thập kỷ tới để đầu tư cho không quân, hải quân và các lực lượng trên đất liền. Trong đó, Australia sẽ đặc biệt tập trung vào việc tăng cường năng lực tấn công tầm xa. Bên cạnh đó, nước này cũng sẽ nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng với khoản đầu tư lên tới 1,35 tỷ đô la Australia. Australia Australia sẽ đầu tư vào vũ khí tấn công tầm xa, tăng cường năng lực không gian mạng. Chúng tôi đang mở rộng kế hoạch của mình để tăng cường khả năng tấn công tầm xa hàng hải và các lực lượng trên bộ đồng thời đầu tư vào vũ khí công nghệ cao. Chúng tôi cũng đồng thời tăng cường năng lực cho lực lượng quốc phòng để gia tăng ảnh hưởng và chống lại các hoạt động đi ngược lại lợi ích của Australia. Chiến lược quốc phòng mới vừa công bố và trước đó là chính sách đối ngoại đều coi khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương là trọng tâm. Cho thấy quan hệ giữa Australia với khu vực này sẽ càng gắn kết chặt chẽ trong thời gian tới. Chiến lược quốc phòng vừa công bố cũng sẽ tạo một nền tảng để Australia chủ động can dự và đóng góp vào nỗ lực xây dựng khu vực hòa bình và ổn định. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từ Sydney, Australia.